Xin hân hạnh chào tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình. Hôm nay chúng mình hướng dẫn chúng mình có 50 cái tên, đây một cái bảng. 50 cái tên este hay gặp nhất nhá. 50 cái tên este hay gặp nhất. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 50 ạ, có cả mùi luôn ạ, có cả phân tử khối bên cạnh luôn ạ. Thì hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu cùng đọc tên 50 cái este nhá. 50 cái este hay gặp nhất này. Chúng ta đọc tên chúng ta nhớ thì chúng ta mới làm phần este. Nhá, thì để cái đọc tên này thì chúng ta phải che cái phần đọc tên gốc trước đi. Chứ không các cháu nhìn mất thì toang. Đúng không ạ? Đấy thì các cháu cùng chú Minh gọi tên nhá. Xong rồi mình comment mình làm sao mình đọc hết được 50 cái tên này là mình nhớ hết được este thì mình mới học được phần este tiếp theo nhá. Chào Nguyễn Kim Anh. Hello, chào Lét Vui. Hello, chào Đinh Trang. Các cháu có nghe rõ chú Minh nói gì không ạ? Ok, hôm nay chúng ta sẽ là học luyện về đọc tên este nhé. Chú Minh có ở đây là 50 cái tên anh este mà chúng ta hay gặp nhiều nhất. Thế thì ở bên ở phía bồ cột này của chú Minh có ghi đầy đủ các tên rồi. Thì bây giờ chú Minh che cái cột tên gốc trước để đi để mà xem là các cháu có gọi đúng hay không nhá. Cháu nào mà gọi đúng thì có quà, mà cháu nào gọi sai thì cũng có quà luôn. Ok ạ, bởi vì là trong cái vấn đề mà gọi tên este này thì chú Minh biết rằng là rất nhiều bài nó thi ở phần gọi tên. Thì các cháu cần phải nắm được vững phần gọi tên thì các cháu mới có thể mà học tốt phần este. Phần este nó là đánh giá là phần khó nên là rất là mong muốn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay giúp chú Minh share lại video này, stream này về tường cũng như tất cả các bạn của các cháu mới bắt đầu học chương trình lớp 12 vào đây ạ. Ok, đấy, cháu yếu phần tên hay thế đây rồi, đây có chú Minh rồi, hello chào Dương Nguyễn, hello chào các cháu. Đấy, phần này thì cái tờ này thì chúng mình sẽ để ở ngay đầu cái cuốn sách của chúng mình, cuốn sách hữu cơ lớp 12 chuẩn bị được xuất bản nhá, của chuẩn bị được cập nhật update thêm. Năm ngoái cuốn đấy là cuốn gọi là gì ạ? Best seller của chúng mình. Đấy, năm nay thì hứa hẹn cuốn này cũng là một cuốn best seller nữa. Thế thì các cháu có thấy nét không ạ? Các cháu đã nét hơn hơn mọi hôm chưa? Ngay chúng mình chốc chúng mình lại chụp lại cái khung này cho các cháu nhìn. Ôi trời ơi. Toát hết cả mồ hôi mới làm được như này cho các cháu đây luôn nhá. Nhân tiện đây thì chú Minh cũng xin giới thiệu các cháu một chút là chú Minh có bộ 4 khóa học nền tảng này, luyện đề này, nền tảng luyện đề này, giải bài tập chia dạng chi tiết này, cộng với lại tổng ôn này, đang có cái combo để mà nếu mà đăng ký cả 4 cuốn đấy cộng với lại combo tặng 4 cuốn sách của chú Minh nhá. Thì cháu nào mà muốn thì hết có 1,5 triệu thôi, nên là cháu nào mà muốn tìm hiểu các khóa học thì vui lòng inbox cho chú Minh theo nick Vũ Tuấn Minh hoặc inbox ngay ngay cho fanpage này nhá. Ok. Hello, chào cả nhà, chào Đặng Vincent, hello. Chào Phan Quang Khánh, hello, chào các cháu. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu gọi tên nhá. Thế rồi bây giờ này chúng mình nhắc lại này. Cái việc gọi tên este á, thì các cháu muốn gọi tên được xịn ý, thì cần có hai cái sau này. Đây này, nhìn này. Một cái bộ tên Galaxy cần nhớ của chúng mình. Đấy, in màu hẳn hoi nhá. Đẹp, xịn. Được chưa? Thứ hai là có phần là tên các gốc R phải cần nhớ. Đấy, cũng đẹp và xịn luôn. Được chưa? Đấy, thứ ba là cái phần này. Phần này. Phần này thì ngày hôm nay thì đây chúng mình hướng dẫn lại cho các cháu ạ. Cái phần gọi tên este chúng mình nhắc lại thôi nhá. Chúng mình nhắc lại cho các cháu cùng nhớ nhá. Thì tên gọi của este á, tên của este chúng ta có dạng là RCOOR phẩy đúng không? RCOOR phẩy đúng không? Thì este của chúng ta thì đều có dạng là RCOOR phẩy. Thì tên của nó sẽ bằng này. Tên gốc R phẩy. Tên gốc R phẩy cộng với lại tên thường, cộng với lại tên thường của axit tương ứng nhá. Bỏ x thêm áp. Đấy, thế là xong. Thế là xong luôn ạ. Ok ạ. Đấy, bây giờ các cháu thử gọi tên cho chú Minh rồi. Anh đầu tiên ạ, anh số 1 ạ. Anh số 1 thì gọi tên là gì ạ? Nào, anh số 1 thì gọi tên là gì ạ? Xem tặng quà gì cho cháu nhỉ? Các cháu muốn quà gì ạ? Hôm nay chú Minh sẽ ưu tiên tặng quà cho 20 cháu đầu tiên comment được tên gọi ạ. 20 cháu đầu tiên comment được tên gọi chú Minh sẽ tặng quà luôn cho cháu đó. Quà gì đây? Các cháu thích quà gì? Xem nào. 30 câu ST. À đây. Chia dạng ST cơ bản, chắc các cháu thích cái này. Chia dạng ST cơ bản đây. Chú Minh tặng quà cho các cháu nha. Chỉ cần comment đáp án và share video livestream chú Minh lại về tường thì chú Minh sẽ tặng quà cho các cháu 30 câu ST chia dạng cơ bản. Xem nào. Cháu đầu tiên comment là những cái cháu ủng hộ chú Minh lắm đây này. Hello, chào Lê Hà Trang. Và chú Minh nói to lên là ok, nói như thế này rồi còn gì nữa. Trang xe rồi này. Đấy, gửi qua cho Lê Hà Trang. Ừ, gửi qua ngay phần bình luận nhé. Đây, chúng mình gửi qua ngay phần bình luận cho cháu Lê Hà Trang này. Chia dạng ST cơ bản. Đấy. Lê Hà Trang click vào xong ấn nút start là được nhá. Võ Hoài Thanh, đúng rồi, nhờ chú cả. Hello, chào Nguyễn Oanh. Hello, chào Nguyễn Anh. Nguyễn Anh top fan này chắc là xe rồi. Xem top fan xe chưa nhá.
À, đấy, nhớ bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường. Ở top fan lại chưa xe. Bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 là tag các bạn vào đây. Bước 3 là comment cái tên ở số 1. Hôm nay chúng ta gọi hết 50 cái tên. Hôm nay chúng ta phải gọi hết 50 cái tên. Dương Nguyễn này, Dương Nguyễn này comment tên chưa này. Dương Nguyễn chưa chưa xe này. Lâm Hà này, Lê Vũ Quang Khải này. Lê Vũ Quang Khải xe chưa? Cháu này cũng xe. Các cháu ơi, nhớ này, bước 1 là xe video live stream lại về tường ạ. Bước 2 thì đã comment cái tên để chúng mình kiểm tra, chuẩn bị còn tặng quà. Tặng quà, phần này quà cực kỳ hấp dẫn luôn ạ. Hello chào Mai Chi. Hello chào Minh Khang. Đấy, Minh Khang nó comment 2 rồi, đây đang 1. Đấy, Minh Khang cũng xe rồi này. Gửi quà cho Minh Khang luôn này. Gửi quà cho cháu Minh Khang luôn. Đấy, gửi quà cho cháu Minh Khang. Đấy, chia dạng ST các bạn, các cháu nhìn nó chưa? Đấy, gửi quà luôn cho Minh Khang luôn. Ok. Đấy, anh khẩn trương nhá. Trắc nghiệm ST lý thuyết lưng nâng cao thì buổi sau cháu nhá. Buổi sau chúng mình sẽ cho các cháu phần. Đấy, cháu này vẫn chưa xe, chưa xe chưa có quà. Hello chào Lê Hà Trang. Lê Hà Trang rồi, Minh Khang, Diễm Quỳnh này. Diễm Quỳnh comment chưa này? Diễm Quỳnh chưa xe, Diễm Quỳnh chưa xe chưa có quà. Phạm Minh Quân xe chưa? Phạm Minh Quân này, Phạm Minh Quân chưa xe chưa có quà. Em toàn các cháu quên xe thôi, buồn thế. Ái Vi này, Ái Vi xe chưa này? Ái Vi xe chưa này? Ái Vi xe rồi, gửi quà cho Ái Vi này. Chúng mình gửi quà phần bình luận cho Ái Vi nhá. Ái Vi đang theo dõi thì Ái Vi nhớ về phần bình luận của Ái Vi để lấy quà nhá. Đấy, Ái Vi có quà rồi này. Ái ô thế chị đang làm ở đâu á? Không phải ở đây rồi. Ái Vi có quà rồi này. À, Phạm Minh Quân này, Phạm Minh Quân xe chưa cháu ơi? Phạm Minh Quân xe chưa? Phạm Minh Quân xe chưa? Phạm Minh Quân chưa xe, vẫn chưa xe thì làm gì có quà. Hello chào Thiên Bình, chào Tiến Vũ. Tiến Vũ xe chưa? Tiến Vũ xe chưa? Đấy, Tiến Vũ xe rồi này. Gửi quà cho Tiến Vũ luôn. Gửi quà cho Tiến. Ồ, Tiến Vũ nhận được bao nhiêu quà chúng mình? Chắc xe bài cho chúng mình nhiều. Đấy, chúng mình luôn luôn yêu thương các cháu ạ. Chỉ cần share lại video live stream này thôi ạ. Hello chào Minh Khang. Hello chào Minh Khang nhá. Minh Khang share rồi này. Gửi quà cho Minh Khang luôn. À, Minh Khang vừa nãy có quà rồi đúng không? Vừa nãy chúng mình gửi quà cho Minh Khang rồi. Chào Hà Trang Mai. Hello chào cháu ạ. Hãy share video live stream này lại về tường ạ. Và tag tất cả các bạn của các cháu vào đây ạ. Bởi vì đây là một video live stream lấy gốc cho các cháu từ đầu ạ. Ở phần đầu tiên là chúng mình xin phép gửi quà cho 20 cháu nhanh nhất ạ. 20 cháu ạ. 20 cháu nhanh nhất sẽ được chúng mình tặng quà. Đấy, chia dạng ST cơ bản ạ. Ok, hello chào tất cả các cháu. Diễm Quỳnh này. Hello chào Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh xe chưa? Diễm Quỳnh chưa xe rồi, Diễm Quỳnh chưa xe chưa có quà. À, hello chào Thanh Tuyến xe chưa nào? Thanh Tuyến xe chưa? Thanh Tuyến xe rồi đây, gửi quà cho Thanh Tuyến này, gửi quà luôn cho Thanh Tuyến này. Đấy, 30 câu ST cực kỳ chất luôn, chia dạng căn bản ST của chúng mình luôn. Đấy, cho cháu luôn. Thanh Tuyến có quà rồi nhá. Minh Khang có quà rồi. Hello Nhật Nguyễn, Nhật Nguyễn nào? Nhật Nguyễn xe rồi đây, gửi quà cho Nhật Nguyễn này, gửi quà cho Nhật Nguyễn. Ôi, Nhật Nguyễn được bao nhiêu quà của chúng mình nhá? Nhật Nguyễn được nhiều quà của chúng mình đó. Ok, Mai Chi này, cháu Mai Chi này, Mai Chi này, Mai Chi xe chưa? Mai Chi xe rồi, gửi quà cho Mai Chi luôn. Đấy, một trong số những cái cháu mà rất là ngoan ngoãn hiền lành, rất hay theo học chú Binh, rất là xinh gái luôn. Ok, hãy tin vào chính mình, hãy tin vào chính chú Binh. Hello, à, Nguyễn Khang có quà rồi. Thanh Tuyền à? Thanh Tuyền hình như cũng có quà rồi nhỉ? Thanh Tuyền có quà chưa? Đấy, Thanh Tuyền có quà rồi. Thanh Tuyền kiểu này chắc chắn có quà, chúng mình gửi quà Thanh Tuyền rồi chứ nhỉ? Ok, Minh Khang, Nguyễn Anh, Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Cẩm Vân, nốt cháu Nguyễn Thị Cẩm Vân top fan này nữa này. Nốt cháu Nguyễn Thị Cẩm Vân top fan này nữa. Đấy, Nguyễn Thị Cẩm Vân top fan, gửi quà luôn cho cháu Nguyễn Thị Cẩm Vân top fan. Ok, xong nhá. Ok, xong. Bây giờ mình bắt đầu gọi tên nha các cháu nhá. À, các cháu nhớ là comment tên gọi cùng với chú Binh nhé, để cho mình nhớ bài, được không ạ? À, hôm nay chú Binh sẽ hướng dẫn các cháu là gọi tên 50 cái thằng ST hay thi, 50 cái thằng ST này hay thi. Nó rất là hay thi và nó hay có ở trong các cái bài thi, đôi khi cũng có một vài thằng độc và dị nữa. Thế nên là chú Binh là xin phép là chú Binh sẽ cho các cháu cùng học, các cháu cùng nhớ gọi tên của chú Binh nhá. Anh đầu tiên ạ, anh đầu tiên là gì ạ? Đây ạ, cháu này là gì ạ? Nhóm này là nhóm gì ạ? Nhóm này nhóm gì ạ? Cả nhà nhớ nhóm này nhóm gì không? Cả nhà có nhớ nhóm này nhóm gì không ạ? Nhóm này nhóm CS3 đúng không? Nhóm CS3 là nhóm gì? Đây, nhóm CS3 đây. Cháu nhìn này. CS3 metin. Đúng ạ. CS3 metin. Vậy thằng này là metin. Đấy, metin chuẩn chưa? Tiếp tục nha. Đầu này đầu axit là đầu gì ạ? Axit gì đấy? Formic. Vậy nó sẽ là gì? Đây. Metin format. Cháu nhìn nó chưa? Metin format. Ok. Ok ạ. Nào tiếp 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 ạ, tiếp ạ. Anh số 2 ạ.
Anh số 2 tên là gì đấy ạ? HCOCH5 ạ. HCOCH5 tên là gì ạ? Hôm nay chú Bình hướng dẫn các cháu cái bài đầu tiên của lớp 12, đúng không? Cái phần mà phần gọi tên STE, phần STE là nó rất là quan trọng luôn. Nó là cái cửa ngõ cho các cháu quyết định là cháu học giỏi chương trình vào lớp 12 hay không. Thì ở đây có 50 cái tên, cái bảng này bảng 50 cái tên STE thường gặp. Đấy thì ở đây chúng mình còn bonus với các cháu đây này. Tên này thế của nó là metin metan OS. À, mùi là mùi táo nhá, mùi là mùi táo này. Phân tử khối này, nên thuộc này là 60 nhá, phân tử khối nên thuộc là 60. Ok chưa ạ? Đấy sang anh thứ hai ạ. Anh thứ hai là gì ạ? Anh thứ hai ạ. Theo các cháu nhớ xem nó là gì ạ? Làm xong cái bảng này thì tuyệt vời con đời luôn. Đây là gì ạ? Etin, đúng không ạ? Etin gì ạ? Etin format nhá, etin format để tên ở đây. Etin format, etin format hay tên này thế là etin metanoas. Mùi là mùi chanh, mùi dâu tây, mùi đào chín. Đấy, mùi chanh, mùi dâu tây, mùi đào chín. Phân tử khối của nó thì bằng là đây. Phân tử khối của nó thì bằng 74 nhá. Tiếp tục ạ. Tiếp tục ạ. Sang cháu này ạ. Cháu này tên là gì ạ? Cháu này ạ. Nào 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 cháu này. Cháu số 3 này thì tên là gì ạ cháu? Số 3 này nhóm thế nó là gì ạ? Vẫn là nhóm thế gì? Metin đúng không ạ? Vẫn là nhóm thế metin đúng không ạ? Nhóm thế metin. Và anh axit này của nó, anh axit gì ạ? Đây nhìn vào đây, nếu mà quên ạ, nếu mà quên thì nhìn vào đây của chúng mình này. CH3COH axit acetic đúng không ạ? Axit acetic. Vậy thì cháu này nó có tên gọi là gì ạ? Etin acetat nhá. Etin acetat nhá. Etin acetat, đây các cháu nhìn chưa? Etin acetat. Hay là tên thay thế của nó là etin etanoat, mùi bơ. Đấy, mùi bơ. Cái mùi bơ là cái mùi mà các bạn nữ rất hay cho các bạn nam ăn đấy. Còn phân tử khối của nó thì bằng 88 nhé. Sau này các cháu làm nhiều bài tính về 8,8 để tô ngay được nó là etin etin acetat. Được không ạ? Nào sang anh số 5 nào. Anh số 5 là gì ạ? Anh số 5 là gì ạ? Số 5 ạ. CH5COCH3 C2H5COCH3. Anh này là gì? Metin đúng không? Metin ạ. Còn nếu mà chẳng may mình mà có quên anh axit thì chúng ta lại nhìn vào cái bảng của chúng mình này. Đây, axit là gì ạ? CH5CO đúng không? CH5CO đây ạ, cháu này ạ. Tên của cháu nó là axit propionic. Axit propionic. Vậy cháu này sẽ là metin propionat đúng không ạ? Metin propionat nhá. Metin propionat sẽ đúng không ạ? Metin propionat chuẩn bài luôn ạ. Đấy, thấy không ạ? Cái bảng này là bảng đa xí năng, bảng cực kỳ xịn sò luôn. Đấy mà chúng mình dành tặng cho tất cả các cháu học lớp 12 luôn. Đấy, metin propionat mùi rum. Mùi rum. Vẫn là bằng 88 nhá. Nào. Anh tiếp tục ạ. Anh này là gì ạ? Anh này nhóm thế gì ạ? Ủa, anh này nhóm thế nhiều cháu quên lắm. Không cháu nào nhớ anh này nhóm thế là gì luôn nhá. Anh này nhóm thế là gì ạ? Đây cả nhà cùng nhìn nhá. Xem này. Nếu mà quên thì đã có cái tờ này của chúng mình. Đây các cháu nhìn xem. CH2 nối đôi CH đây nhìn nhá. CH2 nối đôi CH đây. Tên của anh nhóm thế này là gì ạ? Vinin. Các nhìn rõ chưa? Vinin. Được chưa? Vậy thì cháu này sẽ là vinin format nhá. Hello, vinin format đúng không ạ? Hello, vinin format. Đấy các cháu nhìn rõ chưa? Đây. Vinin format. Ok. Các cháu nhìn thấy chưa? Vinin format. Đấy, phân tử khối của nó bằng 72. À hello, chào tất cả các cháu. Hôm nay dự giờ cùng với chúng ta thì có cô Phương Lưu Huệ Phương, một cô cực kỳ xinh gái. À, thầy chú Minh thì K60, cô Phương thì K62. Đấy, thì cô Phương là một cô dạy toán khá là yên tâm. À, cháu nào mà muốn có học về môn toán thì có thể là inbox trực tiếp cho cô Phương nhá. Ok, chúng ta bắt đầu học nhá. À, nói chung là cô Phương dạy toán yên tâm lắm. Dạy toán được cả cho chúng mình rồi mà. Nào, tiếp tục ạ. À, anh này ạ, à, anh số 7 ạ. À, anh số 7 là gì ạ? À, anh số 7 là gì ạ? À, anh số 7. Anh số 7. Đây nhìn này. Đây. Vẫn là vinin đúng không ạ? Vẫn là vinin và bây giờ nó ghép với một anh axit khác thôi ạ. Vẫn là vinin và nó ghép với anh axit. Chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải tập đọc thật nhiều. Chúng ta phải tập đọc thật nhiều thì chúng ta mới khủng cho phần gọi tên được. Bởi vì phần gọi tên STE là phần cực kỳ quan trọng. Và sắp tới đây khi mà học ở trên lớp ấy mà các cháu mà gặp phải thằng STE mà cháu không biết gọi tên, các cháu không thể nào làm được bài tập luôn. Mà các cháu ra được cái thằng công thức rồi mà không biết gọi tên cũng không thể nào mà làm được bài tập luôn. Thì ở đây chú Minh đang rất là cố gắng để mà cho chúng ta cùng có gọi tên, thì các cháu cùng chú Minh ở comment cái tên gọi xuống để chúng ta cũng có thể nhớ được bài nhá. Anh này là gì ạ? Vinin gì ạ? Vinin acetat nhá. Vinin acetat. Ok, chú Minh thấy có rất nhiều cháu làm đúng luôn và chuẩn nó cũng là vinin acetat chuẩn luôn ạ. Phân tử khối của nó là bằng bao nhiêu ạ? Phân tử khối nó bằng 86 ạ. Phân tử khối nó bằng 86.
Ok. Nào sang câu số 8 là các cháu rồi. 8 xếp tên nó là gì ạ? 8 tên nó là gì ạ? Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã ở đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chúng mình ạ. Chúng mình đã dạy ướt hết áo của mấy các cháu rồi đây. À, giúp chúng mình share lại video này lại về tường cũng như tag tất cả các bạn của các cháu lớp 12 vào trong video này vậy ạ. Cảm ơn tất cả các cháu ạ. À, xin cảm ơn ạ. À, nào, cảm ơn từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, ngoài biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa. Ok. Nào, câu số 8. Câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Tên nó là gì ạ? Đây này. Mê tín. Đúng không? Mê tín, nhưng mà cái anh axit này thì lại quên mất rồi, đúng không? Khi mà chúng ta quên cái axit thì chúng ta lại nhìn vào đây. Hệ thống axit của chúng mình đây. CH nối đôi này, C này, COH này, nhìn thấy chưa? Axit acrylic nhá. Axit acrylic. Đây các cháu nhìn thấy chưa? Axit acrylic. Vậy thì trong này sẽ là metin acrylat nhá. Metin acrylat, các cháu nhìn rõ chưa? Đấy, metin acrylat. Ok, chính xác nhá. Xem nào, câu số 9 nào. 9 nhân tên nó là gì? 50 cái tên cơ mà. 50 cái tên gọi bây giờ gọi mỏi mồm luôn. Gọi mỏi mồm mới hết được 50 cái tên luôn. Ok. Nào 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 nào, đúng rồi, metin acrylat. Y dài các cháu nhá, các cháu đừng nhầm y ngắn ạ. Số 9 ạ. Số 9 thì đố cháu nào gọi được tên đi ạ. Số 9 đố cháu nào gọi được tên luôn đi ạ. 9 tên là gì ạ? Xem còn có gọi được tên anh 9 hay không thì may chăng thì mới không thì mới được đi học đại học, không phải ở nhà lấy chồng, chứ không thì ở nhà lấy chồng hết cả lũ. Nào, câu số 9 ạ. Càng lắm ạ. Quên hết rồi ạ, đúng không ạ? Nhiều cháu bảo là cháu quên hết rồi chú ạ. Quên hết rồi thì biết làm sao bây giờ, đúng không ạ? Nào, anh số 9 ạ. 9 là gì ạ? Đây này, lại phải biết cái nhóm thế này. Lại phải biết cái nhóm thế này. Đây anh số 9 đây, cái nhóm thế này chúng mình có hết rồi đây. Đấy, anh số 9 nhóm thế đây này. Các cháu nhìn rõ chưa? Đây. CH2 nối đôi này, CH này, CH2 này, nhóm thế này, nhóm thế anilin các cháu nhá. Nhóm thế này nhóm thế anilin, được chưa? Vậy anh này là nhóm thế anilin, và anh này là axit acetic, vậy nó sẽ là anilin acetat. Đây. Anilin acetat nhá các cháu nhá. Anilin acetat. Ok, chúng mình thấy có rất rất nhiều cháu comment đúng luôn. Chính xác, rất chính xác. Ok ạ. Câu số 10 ạ. Ui 10 này căng đấy. 10 hơi bị căng luôn. 10 này căng cực. Xem 10 nào. 10 tên nó là gì nào? Các cháu nhớ không ạ? 10 tên là gì ạ? Khó nhờ. Đây anh này. 1 2 3 4 5 carbon. 5 carbon, 5 carbon là nhóm thế, có 5 carbon là nhóm thế gì ạ? Nhóm thế 5 carbon. Nhóm thế 5 carbon là nhóm thế gì ạ? Có 5 carbon ạ. Có 5 carbon thì nó sẽ là gì ạ? Gì ạ? Không nhớ ạ. 5 carbon thì là gì ạ? 5 carbon thì nó sẽ là nhóm thế. Nhóm thế gì? Nhóm thế gì ạ? Amin, đúng không? Amin, đấy, đây nó là amin format. Nhá các cháu nhớ nhá. 5 carbon nó sẽ là amin format. Nên đáp án đúng của chúng ta chúng mình công nhận là amin format nhá. Được chưa? Amin format chúng mình biết cái này rất nhiều cháu bị quên ạ. Nhóm thế có 5 carbon là nhóm thế amin nhá. Đúng rồi, ok. Chúng mình nhìn thấy một vẫn có một vài bạn comment đúng luôn. Rất là tuyên dương các bạn nói luôn. Và anh ST này là có mùi gì ạ? Mận chín ạ. ST là của các loại mùi luôn ạ. Và các loại mùi thì các bạn nam này rất tinh với các loại mùi ạ. Thế nên bạn nữ mà dùng mùi nước hoa nào bạn nam biết hết à? Nào tiếp nhá. Nào tiếp nhá. À, câu 11 ạ. 11 thì nó là gì đấy ạ? Cũng có 5 carbon đầu này đúng không ạ? 5 carbon. Đây, vậy cũng là amin thì nó sẽ là amin acetat các cháu ạ. Amin acetat đấy, chuẩn chưa? Ok, 12 nào. Dạo ơi, 12 nhìn ớn chưa này? Nhưng mà thề với các cháu 12 này các cháu thi rất rất nhiều năm lớp 12 luôn. Thề với các cháu luôn, năm lớp 12 chúng ta sẽ thi rất rất nhiều cái anh chất số 12 để chúng mình chỉ luôn. Và cái chất số 12 để chúng mình gợi ý là có rất rất nhiều. Có rất rất nhiều trong gì ạ? Trong những cái bát chè mà các cháu hay ăn nhá. Bạn nào ham ăn chè thì bạn ấy sẽ ăn rất nhiều cái chất số 12 này. Ok ạ. Anh này là gì ạ? 1 2 carbon, 3 4 5, 5 carbon. Anh này sẽ là nhóm thế, là nhóm thế. Isoamin acetat nhá. Isoamin acetat, được chưa? Ok ạ. Isoamin acetat đấy, và nó có mùi dầu chuối. Nhớ luôn chú Minh mùi này nhá. Nó có mùi dầu chuối. Đấy, được chưa? Isoamin acetat có mùi dầu chuối, được chưa? Các bạn nào rất hay thích dùng dầu. Ok ạ, dầu làm gì chú Minh không biết nhá. Câu 13. 13 nào. 13 các cháu được gọi tên cho anh 13 này đánh nào ạ? Các cháu có hiểu cái gọi tên này không ạ?
Chú Minh đang cố gắng hướng dẫn các cháu cái phần gọi tên này để sắp tới chúng ta sẽ sang cái phần mà làm về lý thuyết thì nó ok hơn. Thế nên là rất là mong muốn là tất cả các bạn cùng đang theo dõi buổi học ngày hôm nay là cùng chú Minh là comment cái tên, comment thật nhiều tên xuống đây, bởi vì là một lần comment thì là coi như một lần chúng ta nhớ, đúng không ạ? Một lần chúng ta comment tên ấy, thì là coi như một lần chúng ta nhớ. Một lần chúng ta nhớ thì coi như một lần chúng ta thuộc. Một lần chúng ta thuộc thì coi như một lần chúng ta giỏi. Một lần chúng ta giỏi coi như một lần chúng ta bước thêm một bước nữa vào cánh cửa đại học của chúng ta. Ok, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Nào, tiếp tục ạ. Anh số 13, anh này là gì ạ? Etin. Đúng chưa ạ? Anh số 13 là anh Etin. Etin đếm carbon này. 1, 2, 3, 4. 4 carbon. 4 carbon này là axit gì ạ? Đây là 4 carbon này. Axit butyric nhá. Axit đây 4 carbon, các cháu nhìn này. 1, 2, 3, 4 carbon. Axit butyric. Axit butyric, vậy là etin buty. Etin buty gì ạ? Etin. Etin butyrat, chính xác. Etin butyrat. Đấy, chuẩn chưa? Etin butyrat. Nhá, cháu này có mùi dứa, được chưa? Cháu này có mùi dứa cũng phải thuộc đấy ạ. Mùi dứa là phải thuộc nhá. Etin butyrat là phải thuộc đấy. Ok, 14 ạ. 14 ạ, 14 trước khi sang anh mới ạ. 14 thì đứa nào cũng đọc được anh này là gì ạ? Metin rồi ạ, quen rồi. Nhưng mà cái tên axit này thì không phải ai cũng nhớ ạ. Tên axit này không phải ai cũng nhớ. Không phải bạn nào cũng nhớ thì ngay tức nhìn vào trong cái tờ để của chú Minh thôi. Đây là axit không no này, nhìn này. Đầu này là axit acrylic, nhưng thằng này có một nhóm CH3 chỉ xuống dưới thì nó sẽ là axit mess acrylic. Chị cháu nhìn rõ chưa? Axit mess acrylic. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó sẽ là gì ạ? Metin mess acrylate. Metin mess acrylate, các cháu nhìn rõ. Metin mess acrylate, và anh này sau này sẽ được ứng dụng rất nhiều để làm thủy tinh hữu cơ các cháu nhé. Anh này sau này được ứng dụng rất nhiều để làm thủy tinh hữu cơ. Ok. Đấy, xong nha. Đấy, xong cái thằng 14, xong thằng 14. Ok. Sang thằng 15 nào. Chúng mình hướng dẫn gọi tên hết với các cháu luôn. Gọi tên hết. Đây. Anh 15. Úi, lộ hàng rồi. 15 ạ. Đây, 15. 15 tên gì ạ? 15 tên gì ạ? Nhóm thế này nhóm thế gì ạ các cháu? Nhóm thế này nhóm thế gì ạ? Ok, nhóm thế này ạ, CH2 C6H5 ạ, nhóm thế gì ạ? CH2 C6H5 là nhóm thế gì ạ? Cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh ạ. À, hãy share lại video này, bởi đây một video free ạ, và giúp chú Minh tất cả các bạn của các cháu ở đây với ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu nhá. Nào. Nhóm thế này của chú Minh cũng có luôn nhá. Đây đây đây, các cháu nhìn này. Đây. Nhìn thấy không? C6H5 CH2 benzin, nhìn rõ chưa? Benzin. Vậy cháu nó sẽ là gì? Benzin. Benzin acetat này. Benzin acetat nhá. Cháu này có mùi hoa nhài và mình cũng phải thuộc đấy ạ. Cháu này có mùi hoa nhài cũng phải thuộc đấy, thuộc luôn đi ạ. Nhá. Một lần học coi như mình thuộc luôn nhá. Là tiếp tục ạ. 16 ạ. 16 ạ. 16 đi thôi chú mình cho luôn nhá. 16 tên nó là geranin acetat mùi hoa hồng, thì chúng ta chỉ cần thuộc tên của nó là geranin acetat mùi hoa hồng thôi, còn công thức chúng ta không cần phải thuộc nhá. Công thức không cần phải thuộc. Không là toang đấy ạ. Anh 17 ạ. Anh 17 cũng hơi khó ạ. Anh 17 hơi khó ạ. Chắc ít cháu gọi được tên. Anh 17 này. Anh 17 hơi khó đấy ạ. Chúng mình gọi tên cho các cháu nhá. Anh 17 chúng mình gọi tên này. Anh này là gì ạ? Anh này là metin nhá. Anh này là metin. Còn cái axit này là axit salicylic, nên nó sẽ là metin salicylate. Metin salicylate. Đấy, các cháu thấy chưa? Metin salicylate là nó là cái mùi của dầu gió đấy ạ. Đây. Nó chính là cái mùi của dầu gió chúng ta đấy ạ. Đấy, học hôm nay biết được rất nhiều mùi đúng không ạ? Mùi hoa nhài, hoa hồng, gần như là chúng ta phải làm được tất cả các cái mùi này đúng không ạ, với sự trợ giúp của chúng mình. Ok, ok không ạ? Ok, hôm nay các cháu có hiểu không ạ? Hiểu thì like cái video này cả, hiểu thì like cái video này cả, hiểu thì chấm like ạ. Câu 18 ạ. 18 bắt đầu nâng dần độ khó một chút rồi ạ. Chúng mình có 50 cái rồi ạ, thoải mái gọi tên ạ. 18 ạ. 18 là gì ạ? Ok, 18 là gì ạ? COCH3. COCH3. Thế thì anh này là metin đúng không? Anh này cũng là metin đúng không? Thì nó sẽ là gì ạ? Hai nhóm metin thì nó sẽ là gì ạ? Dimetin đúng không? Dimetin. Dimetin oxalat. Đấy, nhìn nó chưa? Dimetin oxalat nhá. Đấy, các cháu nhớ chưa? Dimetin oxalat. Ok. 19 nào. 19 nào. Căng không? 19 thì nó dễ, nó khó 18 một tí xíu thôi. Vừa nãy mình gọi được 18 rồi. Vừa nãy mình gọi được 18 rồi thì bây giờ 19 mình rất là dễ gọi thôi. Nó là gì ạ? Anh này là metin đúng không? Anh này là etin đúng không ạ? Thì thằng nào đứng trước ạ?
Thằng nào đứng trước ạ? Thằng đứng trước là thằng gì? Etin, đúng không? Nó sẽ là etin, metin, oxalat. Etin, metin, oxalat. Ok chưa? Etin, metin, oxalat. Các cháu nhớ nhá. Etin, metin, oxalat. Đây. Tại vì E đứng trước mà. Ok chưa? E đứng trước mà. 20 ạ. 20 căng hơn này. 20 căng hơn này. 20 căng hơn một tí xíu đây ạ. 20 căng hơn một tí xíu đây ạ. 20 giờ là căng cực luôn. Tí xíu cái gì nữa. Nào 20 nào. 20 cái câu tròn tròn nhỉ. 20 cái câu này tròn tròn đấy. Để Yên chứng minh đoạn này. À, chúng mình có một món quà dành cho tất cả các cháu dám dám comment đáp án câu 20. Là hãy comment cái tên của câu 20 vào đây để chúng mình tặng quà. Hãy comment cái đáp án câu số 20 vào đây để chúng mình tặng quà. Nào, khẩn trương nào. Comment đáp án câu 20 vào đây nào. Khẩn trương ạ. Comment đáp án câu 20 vào đây ạ để chúng mình tặng quà. 20 tên các cháu nghĩ là gì ạ? Gõ 20 nhá, gõ 20 ạ. 20 là gì đấy ạ? Nghĩ gì comment đấy ạ? Đây 20 đây ạ. Nghĩ gì comment đấy để chúng mình có tặng quà. Etin metinosanat, cái này là cũng là etin isobutyrat. Đỗ Đức Nhẫn comment đầu tiên ạ. Nhẫn ơi, chúng mình gửi quà cho cháu, nhìn nào. Nhìn nào, cháu bị làm sao ấy? Thu Hương, Nhẫn ơi, Nhẫn inbox cho chúng mình để nhận quà nhá. Thu Hương này, Thu Hương chưa share rồi. Để nhận quà chúng mình thì bước 1 là share video live stream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Bước 1 là share video live stream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Đây 20, Nhẫn, ở à, đây Nhẫn bây giờ lại comment được này. Ý. Yên chúng mình kiểm tra Nhẫn share chưa? Nhẫn chưa share chưa có quà cho bạn. Buồn thế. Mai Chi vừa nãy có quà rồi. Mai Chi vừa nãy có quà rồi. Ok, Thu Hương này, Thu Hương share lại chưa? Thu Hương share lại chưa? Bước 1 share, Thu Hương chưa share chưa có quà. Bước 1 xe, Hà Trang Mai này, Hà Trang Mai xe chưa này, Hà Trang Mai xe chưa, Hà Trang Mai chưa xe chưa có quả. Bước 1 xe với lại video livestream chúng mình ạ, bước 2 comment ạ. Ok, Tùng Lâm này, Tùng Lâm xe chưa cháu ơi, Tùng Lâm xe chưa nào, Tùng Lâm xe chưa, chúng mình gửi quà cho Tùng Lâm. À Tùng Lâm xe rồi đây, gửi quà cho Tùng Lâm ngay lập tức luôn, gửi món quà này cho Tùng Lâm ngay lập tức luôn. Đấy, gửi quà cho Tùng Lâm luôn, ok, gửi quà cho Tùng Lâm nha. Xem nào, Phát Tô này, Phát Tô xe chưa, Phát Tô xe chưa, Phát Tô chưa xe chưa có quà. Hoài Khâm, Như Huỳnh xe chưa đã nào, Như Huỳnh xe chưa, Như Huỳnh xe rồi, gửi quà cho Như Huỳnh luôn, gửi quà phần comment nhé Như Huỳnh nhá, bạn Như Huỳnh nhá, bạn Như Huỳnh, bạn Như Huỳnh là xuống phần comment lấy nhá, đây chúng mình gửi quà cho Như Huỳnh ở phần comment này. Hoài Khâm này, Hoài Khâm xe chưa này, Hoài Khâm xe chưa, Hoài Khâm xe rồi, gửi quà cho Hoài Khâm luôn. Đấy, đấy, cháu lại tận Bạc Liêu cơ. Xa tít mù tắp. Ok, gửi quà cho Hoài Khâm này. Ok, Nguyễn Văn Sĩ này, Nguyễn Văn Sĩ xe chưa? Nguyễn Văn Sĩ xe chưa? Nguyễn Văn Sĩ chưa xe, chưa có quà. À, Nguyễn Kiều Ân, Nguyễn Kiều Ngân. Nguyễn Kiều Ngân xe chưa? Nguyễn Kiều Ngân xe chưa? Xe nào? Đấy, Nguyễn Kiều Ngân xe rồi đây. Gửi quà cho Nguyễn Kiều Ngân luôn. Gửi quà cho Nguyễn Kiều Ngân luôn. Ok, đấy, các cháu thấy không? Hãy chú Bình luôn luôn yêu quý các cháu luôn. À, Xuân Bình này, Xuân Bình xe chưa? Xuân Bình quê ở Thái Bình, cùng quê chú Bình luôn. Đấy, gửi quà. Ui, Xuân Bình bao nhiêu là quà luôn rồi. Ui, giờ thêm quà nữa này. Ui, rồi Xuân Bình. Ok, chú Bình gửi nốt quà cho bạn Linh Linh nhá. Chú Bình gửi nốt quà cho bạn Linh Linh. Linh Linh là em gái của Linh Ly à? Đây, Linh Linh. Gửi quà cho Linh Linh đã xem video live stream chú Bình này. Đấy, gửi quà cho Linh Linh. Ok chưa? Nào chúng ta bắt đầu gọi tên tiếp nhá. Chúng ta gọi tên tiếp các cháu nhá. Nào mình gọi tên tiếp này. Đây. Cháu này là gì ạ? Đấy. Etin. Isovalerat nhá. Etin isovalerat. Nó có mùi táo. Nó có mùi táo ạ. Nào anh này. Anh này. Anh này khó một chút. Anh này khó một chút ạ. Anh này là gì ạ? Metin atranin alas. Ồ, cái này chỉ biết thôi ạ. Nhá, cái này chỉ biết thôi. Anh C8H17 là octin acetat cũng chỉ để biết thôi. Không để ý nhiều ạ. Anh 23. 23 các cháu nhìn chúng mình gọi tên nhá. Đây, hai anh này là metin. Đúng không ạ? Đây chỗ này ghi ghi lỗi đấy ạ. Anh này là metin ạ. Metin cinamat cũng vậy thôi ạ. Không cần phải quan tâm nhiều đâu ạ. Đây cái anh này, đến đến anh này. Anh 24 ạ. Anh 24 ạ. Ở đây là chúng mình đang hướng dẫn cho cháu ạ. Nào chúng mình nhắc lại nhá, anh 20 chúng ta là etin isovalerat, còn lại những anh này không cần quan tâm nhiều này, metin atranialat này,
ốc tin acetat này, etinacinamat này, nhưng mà nó liên quan đến mùi nhá. Đây này, etinisovalerat thì là mùi táo, metinathrinilat là hoa cam, ốc tin acetat thì là mùi cam, metinacinamat thì là mùi quế. Anh này là gì ạ? Propinacetat thì là mùi lê. Đấy, rất nhiều mùi ạ. Rất rất nhiều mùi ạ. Rất rất nhiều mùi thú vị cho chúng ta ở đây ạ. Nào anh 25 ạ. 25 thì là gì ạ? 25 thì là gì ạ? 25 là gì ạ? Metin. Metin gì? Benzoat à? Không phải, không phải metin benzoat. Fentacelat nhá. Đấy, anh này là mùi mật ong. Mùi mật ong chứ không phải mật ong. Mật ong là anh khác. Được chưa? Đấy, anh C12H2O2 này là linalin acetat, hoa oải hương, rất nhiều mùi ở đây ạ. Tiếp tục ạ, metin lactat ạ. Úi dồi ôi, nhiều tên lắm đúng không? Cái bảng này cực kỳ xịn sò luôn. Nhưng anh này chúng ta không cần để ý quá nhiều luôn. Đây, sang bên này. Sang bên này ạ, đây. 28 ạ, 28. 28 anh này là gì ạ? Anh này là etin rồi. Etin ạ, etin lactat nhá, etilactat cũng không cần để ý nhiều, nó là mùi của kem và bơ. Chúng mình cho để cho các cháu biết thôi ạ, mùi của kem và bơ. Câu 29 ạ. 29 thì nó là gì ạ? 29 ạ. Nhóm này là nhóm thế gì ạ? C6H5 ạ. C6H5 là nhóm thế gì ạ? C6H5 là nhóm thế phenin đúng không? Thì cháu này sẽ là phenin acetat nhá. Phenin acetat. Ok ạ. Nhớ không ạ? Hiểu không ạ? Đấy, phần gọi tên este nó rất là dễ thôi. Chúng ta nắm được thì chúng ta sẽ gọi được hầu hết tất cả các tên. Còn nếu chúng ta không nắm được thì chúng ta khá là toang luôn. À, anh này thì là gì ạ? Nhóm này nhóm phenin ạ. Phenin format nhá. Phenin format. Đấy, thấy không ạ? Rất là dễ luôn. Ok, 31 ạ. 31 thì là gì ạ các cháu ạ? 31 thì là gì ạ? 31 là gì bây giờ ạ? Cháu này là gì ạ? Metin. Đúng không? Anh này là axit gì ạ? Benzoat, đúng không? Benzoic thì nó là metin. Đây này, metin benzoat nhá. Metin benzoat, đấy nhìn thấy chưa? Metin benzoat. Để cùng đọc với chúng mình ạ, cùng đọc tên to lên ở tại nhà. Chúng ta cùng theo dõi video này, chúng ta cùng đọc tên to lên. Bởi một lần đọc tên là một lần đọc tên to chúng ta nhớ luôn đấy ạ. CH3. CH3 là nhóm thế vinin đúng không? Vậy nó sẽ là vinin benzoat. Vinin benzoat. Ok. Vinin benzoat. 33. 33 cháu này là gì ạ? 33 nhóm thế là nhóm thế metin rồi. 1 carbon, 2 carbon, đây 1 carbon này cộng 4 carbon là 5, 5 cộng 1 là 6, đúng không ạ? 6 carbon. 6 carbon nó phải là axit caproic. Vậy là metin caproat. Đấy, metin caproat. Ok. Tiếp tục ạ, xuống dưới ạ, anh này sẽ là gì ạ? Anh này có 7 carbon nhá. Nó sẽ là axit enantoic thì nó sẽ là metin enantoat. Đấy, enantoat. Ok. 35 ạ. 35 ạ. Metin ạ. Metin gì đấy ạ? Metin gì ạ? Metin crotonat nhá. 35 là metin crotonat. Xuống dưới 36 đó. Metin. Gì ạ? Metin gì ạ? Metin gì đấy ạ? Vinin acetat nhá. Metin vinin acetat. Ok. Đấy, tên thường bọn axit này kinh khủng lắm ạ. Cực kỳ dã man. Anh này tên cực kỳ hay luôn. Có hai nhóm thế CH3. Có hai nhóm thế CH3. Hai nhóm thế CH3 thì nó sẽ là gì ạ? Dimetin. Đúng không? Dimetin malonat. Nhìn rõ chưa? Dimetin malonat nhá. Dimetin malonat. Có anh này sao ạ? Anh này cũng là dimetin. Nhưng axit này là axit adipic nên nó sẽ là dimetin adipat. Dimetin adipat. Đấy các cháu nhớ chưa? Đấy. Căng thẳng không ạ? Đấy, phải học chú Vinh thì mới nắm được những cái anh này ạ. Anh này cũng là dimetin ạ. Nhưng dimetin gì đấy ạ? Terephta. Last sai rồi ạ. Tức là gõ sai. Sorry cả nhà. Đây không phải là dimetin terephthalat mà dimetin terephthalat chỗ này phải là C6H4 ạ. Đây là C6H4 ạ. Đây ạ. Gõ nhầm ạ. Đây ạ, đây mới là dimetin terephthalat ạ. Ok ạ, sorry cả nhà. Nào, 40 nào, 10 cái nữa thôi ạ. 40 nào. Anh này là metin. Mấy thằng này là axit béo ạ. Palmitat nhé. Metin palmitat. Đấy, metin palmitat. Ok, 41 ạ. 41 ạ, metin steatorate
nhá. Metin stearas. Ok, các cháu nhìn rõ chưa? Metin stearas nhá. Metin stearas. Ok chưa? Nào, tiếp tục ạ. Metin oleas. Metin oleas nhá, chỗ này cho mình gõ nhầm ạ. Metin oleas. Metin oleas. Nào dưới ạ. 43. 43 là gì ạ? Metin linoleas. Metin linoleat, để các cháu nhìn rõ chưa? Metin linoleat, căng thẳng không ạ? Đấy. Học hết cái gọi tên này với chú Vinh thì thần luôn ạ. Vị thần luôn. Nào tiếp 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 tiếp. C17H29 này ạ. Úi giời ơi, đây vẫn là metin ạ. Linoleat. Được chưa ạ? Metin, chỗ này là ghi nhầm đấy ạ. Metin linoleat là C17H31 ạ. Lỗi ạ. C17H31 là metin linoleat nhá. Đến phần này ạ. Căng đây. Anh này là gì ạ? Đấy. Glycerol triacetat đây, acetat đây. Gốc acetat, glycerol triacetat nhá. Ui anh này mới là hay này, mấy anh này rất hay thi ạ. Mấy anh này trong phần chất béo ạ. Mấy anh này phần chất béo ạ. Anh này nó sẽ là gì ạ? Đây, tripalmitin nhá, tripalmitin. Xuống anh 47 này sẽ là tristearin. Tristearin. Được không ạ? Anh 48 là triolein. Triolein. Anh số 49 là trilinolein. Trilinolein. Anh số 50 là trilinolenin. Được chưa? Được chưa? Ok ạ. Đấy thì là cái buổi học hôm nay chúng mình hướng dẫn các cháu gọi tên về este để cho chúng ta thân thuộc với việc gọi tên este, để sắp tới chúng ta có thể bắt đầu các cái buổi học tiếp theo về este cho nó kỹ càng và khủng hơn. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của chúng mình. Bye bye, chào tạm biệt các cháu ạ, hẹn gặp lại ạ. Bye bye, nhớ đặt xem trước fanpage của chúng mình và click nút chuông để nhận được thông báo đầu tiên khi chúng mình livestream nhá.